Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào đúng 11 giờ ngày 10 tháng 9 giờ Việt Nam, Lisa của Blackpink đã chính thức debut solo với single album La Lisa và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Lisa debut solo được xem là sự kiện gây chú ý bậc nhất của K-pop trong khoảng thời gian này. Ngay lập tức thì MV La Lisa đã khuấy đảo tất cả các mạng xã hội, leo top trending Twitter, giành được hàng loạt thành tích trên YouTube. Đồng thời thì vũ đạo của ca khúc này cũng đang xâm chiếm TikTok, nền tảng xem video ngắn hot nhất hiện nay. Trên tài khoản chính thức của Blackpink với hơn 25 triệu người theo dõi cũng đã đăng tải đoạn vũ đạo của Lisa trong MV La Lisa và gắn hashtag La Lisa và La Lisa Challenge. Ngay lập tức thì điệu nhảy này trở thành trào lưu rầm rộ trên TikTok, thậm chí là cả Dou Queen của Trung Quốc. Trên TikTok, nếu tìm theo hashtag La Lisa thì đã có đến 3 tỷ lượt xem trải đều trên tất cả các nội dung có liên quan đến MV La Lisa như những video nhảy cover, những video âm nhạc, những video bình luận phân tích bài hát reaction MV hay tổng hợp những khoảnh khắc của Lisa trong MV lần này. Bên cạnh đó thì hashtag La Lisa Challenge chuyên để tổng hợp những video cover vũ đạo cũng thu về hơn 20 triệu lượt xem trải đều trên tất cả các video. Không chỉ các tài khoản nước ngoài, các tài khoản TikTok Việt Nam, các hot TikToker, dancer cũng đang đua nhau cover lại vũ đạo này và nhận được hàng nghìn tin trên TikTok. Nói mới thấy sức hút của Lisa thật sự rất đáng gờm. Sau hơn 2 ngày kể từ khi phát hành MV La Lisa thì vào tối ngày 12 tháng 9, YG đã tung sân khấu biểu diễn đặc biệt của Lisa cho ca khúc này. Sân khấu biểu diễn được đầu tư không gian vô cùng xịn sò với hệ thống đèn điều chỉnh linh hoạt, mang đến hiệu ứng sân khấu biểu diễn ấn tượng. Từ trang phục biểu diễn của Lisa cho đến dàn vũ công đều được đầu tư cực chỉnh chu, có sự kết hợp thú vị. Hơn một nửa thời lượng biểu diễn, Lisa diễn bộ trang phục tông sáng nổi bật giữa dàn vũ công outfit full đen. Với góc quay không chỗ nào che được của YG, những bước vũ đạo đẹp mắt của Lisa kết hợp cùng dàn vũ công được khai thác triệt để. Cô nàng gây chú ý với phần đoạn đổi outfit chỉ bằng một cú hất tay điệu nghệ, Lisa đã diện bộ trang phục thứ hai từng gây ấn tượng trong MV với hai tông màu chính là đen vàng lấp lánh đậm nét quê hương Thái Lan của cô nàng. Sân khấu biểu diễn gần như trọn vẹn, sang xịn mịn về mọi mặt và người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi. Đỉnh thật sự, thần thái khỏi phải bàn, không một giây nào rời mắt khỏi Lisa được. Dance, outfit, sân khấu đều tuyệt vời. Sao YG nay tốt quá vậy, đầu tư cho Lisa quá tuyệt. Outfit thứ hai đẹp thật sự, muốn xem Lisa diễn toàn bộ với bộ này. Ui, bộ thứ hai lên sân khấu đẹp quá luôn, sang xịn thật sự, đúng là đẳng cấp nhà YG. Chúng mình là Top Sao Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.